Hello xin chào anh em nhé à, Thì ở những cái video mà mình test kích điện ấy thì có rất là nhiều anh em hỏi mình uh, cái link mua cái đồng hồ này này Thì những cái đồng hồ này thì không bán ở trên uh, trang thương mại điện tử Việt Nam đâu các bạn, như là Shopee, Lazada thì không bán đâu Những cái con này thì đa số là bán ở trên banggood.com đấy các bạn Link mua những cái đồng hồ này thì mình có để trong phần mô tả ấy, các bạn có thể vào đấy các bạn xem ở đây thì hôm nay mình đã order thêm được một cái phiên bản mới của con 8206 này các bạn ạ. Đó chính là con MT8208. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp cũng như là test thử các bạn về con 8208 này nhé. Để xem là nó có khác biệt gì nhiều so với con 8206 này không. Ok thì với cái phiên bản nâng cấp của con MT8206 thì ở cái phiên bản trên tay của mình là MT808 nhé. Phiên bản nâng cấp của 807 này và 806. Con này thì mình lấy ở trên banggood.com nhé. À. Thì link mua hàng mình có để trong phần mô tả luôn giá con này thì nó sẽ đắt hơn con này 10 đô các bạn này đó thì bây giờ mình sẽ khui ra bạn xem cái nội thất bên trong của con này nhé cũng như là tí nữa thì mình sẽ bung và chiêm ngưỡng luôn à thực ra thì những cái đồng hồ này thì bung nó cũng không có gì đâu các bạn ạ chủ yếu là cho các bạn xem về cái đồng hồ này nó mới mẻ như thế nào thôi đây cái hàng mo tút làm những cái đồng hồ này cực kỳ chất lượng các bạn ạ có một cái túi đi kèm này vỏ hộp của con này thì nó cũng tương tự như vậy các bạn ạ và đây là cái bộ dây nhá Bộ dây thì hai con này đều giống nhau cả. Nếu như mà mình à, dùng con này mà thấy quen và thấy ưng ý ấy, thì mình sẽ thanh lý cho các bạn à, con này nhé. nếu mà mình dùng con này mình thấy ưng ý ấy. À, Các bạn muốn mình thanh lý thì cứ comment ở bên dưới nhá. Đây, cái bộ à, kim thì nó cũng ít hệt như bên này các bạn ạ, nó không khác gì nhiều cả. Mình sẽ để cái này qua một bên nhá. Đây là phiên bản MT8208 con này. Bên sau à về cái hộp cũng như hình dáng thì nó gần như là như nhau các bạn ạ đó nói, nói chung là nó nâng cấp lên mà Bên đây là cái màn hình màu nhé các bạn Bên đây thì nó có thể hiển thị được uh, những cái giải màu luôn này Còn bên cái đồng hồ này thì nó chỉ hiển thị một cái màu xanh xanh uh, trắng trắng kiểu thế này thôi Và bên sau này là chỗ bỏ pin Ở đây thì các bạn phải bỏ 3 viên pin uh, con thỏ vào nhé 3 viên 1.5V vào Với những cái đồng hồ như phiên bản MT8206 này thì mình kiểm tra trên Shopee, Lazada thì lại không thấy các bạn ạ À, con này thì mình có thấy này nhưng mà sốp này thì nó lại bán đắt hơn ở trên Banggood thì các bạn cũng có thể mua ở trên Banggood nếu như mà các bạn dùng bình thường ấy thì các bạn có thể sử dụng con này cũng được nói chung là có thể sử dụng ok rồi nhưng mà con nâng cấp này thì mình thấy theo như thông số nâng cấp đây thì mình có để ở chỗ màn hình đây đây là những cái thông số so sánh về con này nhé mình thấy nó hơn hẳn con 8206 này à, mình sẽ gắn vào nhé nói chung là phiên bản nâng cấp thì chắc chắn là nó sẽ hơn hẳn rồi nhưng mà sử dụng cái màn hình màu này thì không biết là nó có tốn điện không từ khi từ khi mình mua cái này về mình lắp pin này thì nó chưa hết pin bao giờ các bạn ạ trừ khi còn quên tắt thôi còn lúc mới mua về đến bây giờ thì vẫn đang ngon nguyên ok này à, bây giờ mình sẽ bật lên nhé về cái đồng hồ này thì nó có một cái màn hình màu như thế này các bạn này mình sẽ ấn một vài phím mình kiểm tra nào à, con này thì có vẻ như ấn ban đầu ấy thì thấy nó hơi hơi khó một xíu quá ạ về các cái phím đo này thì nó cũng tương tự như bên này các phím như là đo tù này, điện xoay chiều, điện một chiều này, đo hạt z này Đó, thông số bên này cả và những cái rắc cắm ở dưới này thì nó cũng tương tự như bên này các bạn ạ ngoài những cái thông số kia thì con này về ngoại hình thì nó cũng không khác gì nhiều à nhìn sơ qua thì là cái màn hình bên này nó lại to hơn cái màn hình bên này các bạn ạ đó, cái màn hình bên trong này thì nó chỉ ở bên trong này thôi Bằng từng này Mà con này thì nó phu ra gần cái viên này nhé các bạn Phu hết gần cái viên này này à, Bây giờ mình sẽ cắm thăng đo vào và test thử một vài cái tính năng quản xem nhé Dây màu đen các bạn cắm vào cổng com này Dây màu đỏ các bạn cắm vào cổng V ôm cáp này nhé Những cái cổng như thế này đo A thì các bạn lúc nào đo A thì các bạn sẽ đo dòng bên này Đầu này thì các bạn sẽ tháo ra Ok thì đầu tiên thì mình sẽ thử đo với thang DC nhé Rồi tí nữa mình sẽ đo với thang AC à, Trước tiên thì mình sẽ thử đo Ở đây thì các bạn có thể chuyển cái thông số cho giấy nhìn này Ví dụ như cách máy số 0 ở chỗ này Hãy thử cái thang đầu tiên và xem này Đó 3,71V nhé Rồi thử với cái bên này xem thế nào Xem mà có sai số gì nhiều hay không Đây mình sẽ gạt xuống cái mức đo điền DC này 3,7174, 3,74 thì như vậy là nó không tranh nhau bao nhiêu các bạn. Về cái sai số thì nó gần như là như nhau các bạn ạ. Không có gì khác biệt cả. Đây. 3,70 này, 71 này. Đó. À cái này thì các bạn có thể chuyển cái số 0 này nó về vị trí ở chính giữa thì các bạn ấn nút R này nhá. Đó là hai số 0 này để các bạn đo được cái số vốn cao hơn. 3,70. À chỉnh tiếp này. Thì cái số lẻ bên sau này nó sẽ mất đi Đó. Nó chỉ đo được 3,7V thôi Thông thường thì mình sẽ chỉnh về đầu các bạn ạ Còn chỉnh thế này thì nó chỉ đo được 3V thôi này Đó, Nó sẽ mất đi số 7 Thông thường thì mình sẽ để về đầu các bạn ạ Để như thế này Đấy. Về các cái chức năng đo thì mình thấy nó gần như là Nó cũng gần giống như con này các bạn ạ Nó chỉ có là một cái sai số nó khác biệt hơn một xíu thôi À, bây giờ mình sẽ đo thử với điện xoay chiều để xem sóng sin của nó như thế nào nhé. Đây, mình sẽ test thử với kích điện nhé. Xem cái này như thế nào. À, mình sẽ để lên cái thang là... Đây, các bạn nhớ để lên thang xoay chiều nhé. Đó, cắm vào này. Kích của mình là 226V các bạn ạ. Điện AC này. À, chỗ này thì nó không báo không, không báo bao nhiêu hạt Z cả. Đây, còn bên đây đây. Các bạn chuyển qua cái thang điện đo AC này. Đó, kẹp vào. 224V, 7 các bạn ạ. Đang để chế độ thang là auto nhé. À con này thì nó có thể chuyển qua auto và chuyển qua cơ được các bạn ạ. Một là để auto, hai là để cơ. Đó, 226, 225. Để mà xem được sóng xin ấy, thì các bạn sẽ ấn nút ấn dưới nút R này. Đó, ấn dưới nút R nhé, R này là nó sẽ chuyển qua để xem sóng xin. Cái này nó cũng khá là thú vị này các bạn này. Mình, mình, cũng chưa biết xem cái này nó như thế nào con ạ Do cái này mình để nó không cân này Nên nó hơi lệch lệch một xíu Cái màn hình này nó là màn hình màu nha các bạn Nói chung là nó nhiều cái chức năng kiểu như mình cũng chưa quen cái này lắm con ạ Đây này Nó nó khác bên này nhé các bạn Con này ấn một phát là có thể xem được sóng trên luôn Đây ví dụ như bên này này đó. Ấn vào cái nút đít này này là có thể xem được luôn. Đấy các bạn ấn to nhỏ chỗ này. Đấy. Xin chuẩn này. Đó. À, xin 50 hạt dẹt nhé các bạn. 49. À, những cái kích mà kích rẻ tiền ấy cũng là xin chuẩn nhá Vẫn là xin mượt có à, nó cũng có khởi động mềm luôn. Nhưng mà cái sóng xin của nó nó sẽ không ổn định như những cái xin đắt tiền đâu các bạn. Những cái dòng mà xin những cái dòng kích điện mà xin tinh khiết đắt tiền ấy thì cái trên của nó luôn luôn là 50 luôn các bạn. rất là ổn định giống như con là CNB mình đã test quản xem ấy đây còn cây con này mình cắm vào thì chưa thấy nó nó nhảy kiểu gì con ạ à đây bây giờ mình thấy đây này đó à, cái này là do cái thang của mình hồi nãy mình để không cân thì khi mà các bạn xem sóng sinh ấy thì nó lại bị lệch lệch khi mình kiểm tra bên cái thang đo sóng sinh này các bạn này thì nó hiển thị sinh rất là mượt nhá và số sinh đây bốn chín năm mươi bốn chín năm mươi thì nó cũng à, giống như những cái con này mình đo thôi nó cũng hay nhảy 4950 nhưng mà ở cái con máy này mình thấy nó cũng mới đầu rất là khó các bạn ạ khó trong cái việc mà để mình xem mà cái 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 xin này này à, tăng giảm ở đây rồi à đây 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 đó chỗ này là tăng giảm để xem sóng xin các bạn này xin con này rất là mượt luôn còn có thể thấy này nó rất là mượt luôn nhá đó Exit này, các bạn ấn vào chữ Tinder ấy là con điều chỉnh đây trái phải đây để xem sóng xin đấy 50 hz ở chỗ này các này Đó, 50Hz. 49, 50 hz <laughs> 4950 nói chung là cái màn hình này nó hiện cái sóng xin nó nhỏ 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 này nó không như như con bên này con ạ nên là mình cũng tương đối là khó xem mình cứ nghịch nghịch một xíu này cái sóng xin này nó là hiển thị to ra được con ạ Nói chung là các bạn mua về các bạn phải nghịch một xíu cơ Cái này mình vừa mới mở hộp ra luôn này cứ ấn mấy cái nút linh tinh ở chỗ này này à, Và cái con này thì Nó kiểu như là nó nhiều chức năng hơn đấy Và những cái chức năng nó chuyên sâu hơn Nên là nó khác với con này các bạn ạ Như con này như các bạn dùng thông dùng ấy Thì quán có thể mua con này này Nếu như các bạn dùng thông dùng nhá Mua con này mình thấy khá là hợp lý Đo rất là ok nhá Đo, đo vào phát lửa ăn luôn này Ấn đít này Đó, nó sẽ nhảy qua thông tin luôn các bạn chỉnh lại là ok đấy thấy chưa như con này mình thấy à, sử dụng rất là ok nhưng mà cái cái con mới này của mình à, khá là khó các bạn ạ tại vì là nó dùng chuyên sâu hơn mà cái bản nâng cấp của cái con này không biết là đây có phải là một cái tính năng mới hay không nhưng mà ở cái này mình thấy nó khá là hay cũng giống giống con này các bạn ạ tại vì cái kích của điện kích điện của mình ấy, nó phát ra cái tần số uh, xin nên là các bạn không cần phải chọc thang đo vào đâu là nó vẫn có thể hiển thị được Em mình bật lên các bạn xem này đó bật lên đó, chỉ cần để gần thiết bị là nó có thể hiển thị được cái sóng xin hay là sóng này rồi đó các bạn thấy chưa nó nhảy lên 49 luôn 49,2 này để xa ra hoặc là quản tắt thiết bị đi là nó sẽ mất cái sóng xin này tắt đi này tắt đi chẳng hạn nhé, bây giờ mình tắt đi là nó mất này các bạn này đó à đây con đồng hồ này nó cũng vậy con ạ nó vẫn để gần là nó tự động hiển thị luôn cắm vào đây Đấy 4950HZ này Ở cái con MT8208 này Thì mình thấy Nó có một cái điểm hơi là cái màn hình này này Màn hình này nó hiển thị có màu nhé các bạn Màu trắng và màu vàng Và màu xanh ở trên này Còn đồng hồ này thì nó chỉ là một màu thế này thôi Và cái điểm ảnh của cái Màn hình này nó to hơn Cái điểm ảnh nhỏ nhỏ này này Còn màn hình này thì nó sẽ mịn hơn các bạn ạ Nó mịn hơn rất là nhiều so với con này nhưng mà con bên này thì màn hình nó sẽ to hơn con ạ Đó Ok Thì bây giờ mình sẽ khui cho bạn xem qua nội thất bên trong của con này nhé Để xem thử bên trong con này nó có những cái gì Đây là cái nội thất bên trong của chiếc đồng hồ đấy con này Nói chung là nhìn cái nội thất của cái dòng Motus này thì Trước giờ mình đã review khá là nhiều đồng hồ về con Motus này rồi Cái hãng Motus này ấy. Thì mình thấy cái nội thất của cái hãng này cực kỳ ok luôn nhé Tất cả những cái linh kiện bên trong các bạn có thể thấy này ở đây sẽ có một cái lò xo nữa để À cái này là cái để đo hình như là đo âm tường này các bạn này Hình như là vậy các bạn ạ Cũng chưa rõ là cái này nhưng mà Các bạn có thể thấy cái nội thất bên trong của một chiếc đồng hồ đa năng Đấy đồng hồ hãng thì nó làm rất là ok luôn Mình Cái này thì bên sau là một cái màn hình LCD thôi các bạn Cũng như là chỗ này là cái phím Thì mình sẽ không bung các bạn chiêm ngưỡng nội thất ở đoàn này Thì theo như mình đã test thử các bạn xem ấy với cái phiên bản MT8208 này so với phiên bản MT8206 thì mình nghĩ là nếu như anh em nào mà có thể có kinh phí để mua con 8208 này thì con có thể sử dụng con này hoặc là những anh em nào mà chuyên sử dụng chuyên sâu ấy về những cái dòng cao cấp như thế này thì còn có thể lựa chọn con này còn nếu như sử dụng bình thường trong gia đình của bạn sử dụng hoặc là sử dụng bình thường ở thờ bình thường thôi thì với con 8206 này thì nó đáp ứng đủ gần như là tất cả những cái công việc các bạn cần tới có thể đo được thông tin đo được tất cả mọi thứ luôn nhé. À, mình cá nhân của mình ấy thì mình sẽ thích con 8206 này hơn các bạn ạ. Đối với con là 8208 này thì mình thấy nó hơi lằng hoàng một xíu. Còn đối với cá nhân của các bạn nghĩ gì về con 8208 này, các bạn cứ comment ở bên dưới video nhé. Có lẽ nếu mà sắp tới thì mình sẽ bán con này các bạn ạ. Chứ còn uh, con này thì mình vẫn thích dùng hơn. Còn bây giờ các bạn muốn mình mở hộp hay là trải nghiệm những sản phẩm nào thì các bạn thì comment ở bên dưới video và đừng quên là đăng ký kênh GVTV cũng kênh chế độ hồ hộ mình nha. Chào qua